Thuần thú sư. Họ kết bạn với vương thú, đồng thời lập khế ước với chúng. Thông qua đó, họ sẽ có thêm nhiều kỹ năng mới. Tôi đã từng là thành viên của tổ đội anh hùng, cùng với những chiến hữu mạnh mẽ và đáng tin cậy. Hoặc chỉ mỗi mình tôi nghĩ như thế. Rain, cậu bị sa thải. Không thể nào. Đón xem Thuần thú sư trên kênh Animax.